Hello, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấn AC nhá. Hôm nay thì mình sẽ đem đến cho anh em một clip trải nghiệm cái bộ trang phục cao cấp nhất của RP mùa này trong một clip solo squad anh em ạ. Và vẫn như mọi ngày thôi, mình sẽ nhảy xuống khu vực Tech Center để làm clip cho anh em, cũng như đây là trận đấu đầu tiên của mình trong cái mùa rank C1S2. Ừ, C1S2, còn mùa RP sẽ là C1M3 anh em ạ. Đó, trận đấu đầu tiên anh em nhé, thắng thua gì mình cũng đăng hết. Nào, ui, đông thế nhở. Rồi, ok, cứ nhặt súng đã anh em ạ. Ui, có thanh niên chạy ở bên phải mình này. Ui rồi, thanh niên ở chạy ở bên trái mình kìa. Ui rồi ôi, đông thế nhở. Cứ từ từ anh em ạ, bình tĩnh xem tình hình như thế nào đã rồi hắn bắn. Vội vàng hấp tấp là chết đấy. Và trong tích là không có vội được anh em ạ. Rồi, mấy thanh niên này bắn nhau ở dưới tầng 1 rồi. Ây à, tính ra là hai team nhảy vào đây là à, có cả team Việt luôn anh em ơi. Rồi, mình phải bình tĩnh, đứng ở đây chõm anh em ơi. Xem là mấy bạn ấy có lên không. Ô, trên đầu mình cũng có này. Từ từ, hỏng rồi. Như vậy là mình bỏ dở cái thanh niên ở trên đầu rồi. Thanh niên ở dưới thì không lên, mình lên phơ thanh niên ở trên đầu đã. Đây rồi. Này thì đứng ke với chúng tôi này. Bạn ấy đang bị phân tâm bởi con bot bắn ở dưới này anh em này. Để tôi ra tôi ăn luôn. Có cái red dot này, nhặt luôn cái red dot. Lên đây bạn ơi. À từ từ, lên gạt con bot đã. Chết cũng phải có một mạng đó anh em ạ. Chạy đi đâu. Nấp ở trên đấy này. Hình như là thanh niên này không có ai cứu rồi anh em ạ. Mình sẽ ra để xem nào. Sao lại một mình đi lên trên này nấp là như thế nào? Không có đồng đội à? Đây có tiếng chân này anh em này. Có một tiếng chân thế thì không có đồng đội rồi. Ôi giời ơi, người ta đã bảo rồi, làm gì cũng phải có anh em. Đi lẻ như thế này là không được anh em ạ, không thể duyệt được. Thế này thì ra gọi là tắt luôn cái auto matching đi, đi solo squad cho nó nhàn. Chứ tội gì mà phải đi gọi là auto matching xong rồi đi lẻ này thì chơi bời gì đúng không anh em. Có tiếng chân này, nhưng mà chắc là boss rồi, chắc chắn là như vậy rồi. Chết đi. Nào, thanh niên mình vừa thấy lấy xe xong lại không đi nữa à? Ơ, bài văn trưởng nhau à? Ui, nhà mở cửa kia bố ai dám vào. Biết thế mình rút hẳn con xe vào trong đây rồi. Cày thế nhở, mình tưởng bạn ấy đi cơ. Thì thoảng mình cũng không thể hiểu kẻ địch nó đang suy nghĩ gì nữa anh em ạ. Hay là thấy mình phi vào nên là bạn đổi ý nhở. Được rồi, mình sẽ đứng đây gọi là chờ đợi anh em ạ. Kiểu gì thì bạn cũng phải ra thôi. Không bắn luôn. Ơ, đây lại lấy xe đi. Ơ, tức ghê luôn á. Ui dồi ôi bạn ơi. Ôi, pha sấy nó cũng phải gọi là đi thẳng vào lòng đất. Bạn lấy xe với chúng tôi, bạn giữ mình 3-4 bận rồi. Mình me bạn lâu lắm rồi. Nào, bạn chạy đi đâu? Gọi đồng đội ra đây. Không thể kịp được. Thanh niên cứ lấy xe đi xong lại đút xe vào anh em ạ. Cáu thật sự. Ui. Cái gì đấy? Bắn tôi à? Đâu. Ế, xa quá, nó không có xa anh em ạ. Thôi không sao cả. Với cái combo như thế này tôi đảm bảo với anh em là tôi sẽ phi thẳng vào trong khu cảng Gelgopol để săn thanh niên đấy luôn. Đầu mùa chúng ta cứ hổ báo đi các bạn. Được thì được, mà không được thì chúng ta vẫn phải cố để được. Nào,
Này người yêu dấu ơi, tớ đến với bạn đây. À, định leo lên trên đấy để bắn nhau à? Nhưng mà hết giờ rồi bạn ơi. Nào, bấm luôn anh em nhá, bấm luôn. Ô, vãi cả trưởng ạ, à, chạy lên giàn giáo à? Ngu người, một thanh niên. Này, dạo này các bạn có để ý không? Là cái server Việt Nam rất nhiều người nước ngoài nhá. Và đặc biệt là mấy cái thanh niên cờ này mới cờ Indo. Cờ này thì mình không biết là cờ của nước nào, không biết là có phải là Thái Lan không. Và đặc biệt là có mấy thằng Indo rất hay, rất hay cà khịa mình. Đây, mấy cái thằng cờ này với mấy cái thằng cờ Indo ấy, cứ mỗi lần nó giết xong là nó sẽ kiểu nhảy ấy. Rất ghét luôn anh em ạ. Gặp mấy cái cờ này là tôi thịt đến cùng luôn. Hai con boss đang bắn nhau. Đây đúng là kiểu phần thưởng dành cho người chiến thắng đấy anh em ạ. Nhưng không biết là thanh niên mình vừa bắn ở trên cả trên giàn giáo là đồng đội của bạn ở ngoài cái khu nhà kia. Phải còn đồng đội chứ nhỉ. Từ từ mình ăn hai xong con boss mình sẽ đi lượn lờ để kiếm tiếp anh em nhá. Có tiếng súng ở trong khu vực Atlantic, xong lại có thanh niên bay ở trên đầu mình nữa anh em ạ. Thôi kệ nhá. Đấy, cho các bạn bay thoải mái đi. Mình là mình cứ sơi cái thanh niên. Trời ơi. Nào. Ai à? Đau phết nhờ. Bắn mất cả cục máu. Cả cục máu. Thanh niên nào đang bắn tôi đấy? Hình như vừa rồi mình còn nghe thấy tiếng súng ở phía đằng sau khều mình nữa. Thiệt là đông quá đi. Đó. Anh em nghe tiếng súng không? Anh em nghe thấy tiếng súng không? Nhật Quỳnh à? Ơ, một bạn nữ anh em ạ. Gạt luôn, về đây bên em. À quên, về đây bên anh. Em hỡi trước khi xa anh, đêm nay lại gần bên anh. Quỳnh ơi, sao bạn lại chạy trống thế? Chạy cứ như nhà mình ấy anh em ạ. Là phải tiễn lên bảng ngay. Nào, vẫn còn đang bắn nhau mà chứ. Đã hết đâu. Bắn nhau ở đâu nhỉ? Không nhìn thấy anh em ạ. Đứng ở trên tầng 2 này là dễ nhìn nhất này. Mấy thanh niên ở... À, đây rồi. Bạn chết. Ui dồi ôi. À, đồng đội. Bạn chết. Ui dồi ôi. Hai con run đất này. Hai con địa long này. Nào, còn con địa long nào nữa không? Mình bắt nốt. Đậu phộng. Còn không ta? Úi dồi ôi. Chết sạch rồi anh em ạ. Ơ kìa. Ô dừng luôn ạ. Phải cả đồ cổ báo trường mẫu giáo này nhảy ra này. Thanh niên Trung Quốc chán sống rồi. Ô. À. Có thanh niên đang chạy ở giữa đường anh em ạ. Ui, sao ngày hôm nay chơi game nó cứ kiểu bị dễ anh em ạ. Trận đầu mùa giống kiểu gặp toàn boss hay sao ấy. Nào alo. À, gọi đồ. Úi dồi ôi, không có đồ đâu, chỉ có một bịch khoai tây chiên thôi. Mẹ, mấy thanh niên này cay thế nhở. Trộm mỡ mất xe của mình, tức ghê luôn đấy. Tôi mà vào được trong bo, tôi thịt mấy thanh niên này bằng được anh em ạ. Ngấp đồng đội của mấy thanh niên này xong sau đó thì trộm xe của mình, thế mới cay chứ. Rồi khó rồi anh em ơi. Trong nhà có một team, trên đồi cũng có một team nữa. Xong đã thế mình còn bắn nhau các bạn ấy nữa rồi, thành ra mình gây sự với cả hai team luôn. Toàn. Nhưng mà sẽ cố gắng để làm được anh em ạ. Đó, thôi xong rồi, nó phát hiện ra mình rồi. Mấy thanh niên trông có vẻ bắn cứng đấy. Ui, đau thế nhờ. Hết mỡ máu rồi. Đấy, mình đặt hàng.
Bắn nhau hết cả máu luôn, mấy thanh niên chán ghê luôn ấy. Bắn nhau gọi là bét nhà trong Vojiki, xong rồi dừng, xong rồi trộm xe của mình đi mất anh em ạ. Cay vãi trường. Ôi cái bo này thì khác thì giết người. Sao dạo này mình cứ bị đen đen anh em ạ, bo nó giống như kiểu nó giết mình ấy. Có cái đầu. Có cái đầu. Làm cái con cái anh em ạ. Đúng thanh niên Nhật Bản luôn, giờ chết cũng gọi là vừa lòng. Ui, không nói bậy đấy, giờ không thể chết được. Nhưng mà cứ mỗi lần mình giết được mấy thanh niên Nhật Bản mình sướng lắm anh em ạ. Rồi, thôi xong rồi. Toàn thật sự. Ô, được, cố lên. Ôi, không được. Con xe của mình kìa, anh em nhìn thấy không? Trời ơi, con Tesla màu gọi là chờ rôm của mình. Trời ơi, cay thế nhờ. Bị trộm mất xe. Điêu để vào bo đời anh em ạ. Tức ghê luôn á. Đó, trận đầu tiên anh em nhá. Ôi, nếu anh em thích những clip solo squad như thế này ấy thì đừng quên để lại like cũng như là đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo nhá. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnhc.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn HC. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người.